ở đây đêm hóa hơi nghĩa là gì? đêm hóa hơi là chúng ta biến từ những chất ở trạng thái lỏng hoặc trạng thái rắn về trạng thái khí. như vậy trong hỗn hợp chúng ta người ta cho chúng ta tất cả là bốn chất đều là etanol đơn chất bài hở có dạng là CnH2nO2. ở đây mình có M lớn của hắn là bằng 14n cộng 32 và bằng. Em sẽ lấy khối lượng là 6,7 em chia cho 2,24 chia cho 22,4. Em tìm được giá trị trung bình của N. N là bằng 2,5. Như vậy công thức bây giờ là C 2,5 H5 O2. Khi đốt cháy chúng ta thu được nước, nước là H2O. Ở đây em đi bảo toàn hydro Bên trái là 5 hydro Thì bên phải chúng ta cân bằng 2,5 nước là đủ Số mol thằng này là 0,1 mol Qua nước bên này là 0,25 mol Như vậy điều cầu chúng ta là tính khối lượng nước Để tính được khối lượng nước Chúng ta lấy mol là 0,25 nhân m lớn hắn là 18 và bằng 4,5 gam. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu A à, 4,5 gram